Defender nó có một cái tính năng rất là hay, đó là tính năng Cruise Control, tức là ga tự động. Tuy rằng cái xe này nó ở mức giá rất là bình dân, nhưng nó được trang bị rất là nhiều tính năng mà tiện ích cho người lái. Đối với tính năng Cruise Control này thì nó giúp cho chúng ta giảm thiểu sự mệt mỏi của chân ga khi đi đường trường và tránh tình trạng là vượt quá tốc độ cho phép. Để sử dụng tính năng này, chúng ta chỉ việc bấm vào nút tính năng ở trên vô lăng, sau đó khi đã đạt đến tốc độ mong muốn, gạt cân đó, bạn có thể bỏ chân ga ra và xe sẽ tự động ga. Để tăng tốc độ, bạn chỉ cần gạt lên, xe sẽ tăng thêm 2 km. Cứ mỗi lần gạt như thế, nó sẽ tăng thêm 2 km, và mỗi lần gạt xuống, nó sẽ giảm đi 2 km. Đây là một tính năng rất là hay, tôi đánh giá rất cao tính năng này của Mitsubishi Xpander. Khi mà đi đường trường thì nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ mệt mỏi hơn nhiều, và đặc biệt nữa là giúp cho xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Khi mà ga bằng chân thì nó sẽ không tính toán chính xác bằng gọi là bộ xử lý của xe. Đó. Để hủy tính năng này chúng ta có hai cách. Một là chúng ta rao phanh, hai là chúng ta nhấn vào nút cancel ở trên vô lăng. Thì bây giờ tôi sẽ nhấn vào nút cancel để hủy tính năng này đi. Đó, thì xe đã hủy tính năng Cruise Control. Để nhớ lại tính năng này thì chúng ta chỉ việc gạt lên một cái, nó sẽ nhớ lại vị trí mà mình đã cài đặt ngay từ ban đầu. Đó, đây là một tính năng rất là hay được trang bị trên xe Mitsubishi Xpander 2018. Xin cảm ơn.